Xin chào các bác, ngày hôm nay đầu Quang Lâm có về trên tay được một chiếc đồng hồ của Seiko thuộc bộ sưu tập Preset Japan Garden có mã là SRI237 à, Chiếc này có size đường kính là 41,5, dày 12,5 và lắc tu lắc là 48 Nó sẽ phù hợp với những anh em có cổ tay vừa và cổ tay nó hơi to một chút khoảng tầm từ 16 trở lên là chúng ta đeo sẽ rất đẹp và thoải mái chiếc này à, Mặt số của nó thì sẽ có cái màu xanh ngọc lục bảo đó, 12 bộ cọc số được sử dụng là cọc số la mã và cả index sẽ có cả kim lá liễu và có kim dây màu vàng. Đó. bộ kim cọc này thì nó sẽ có cái màu bạc khá là nổi bật trên cái mặt dial này. À, mặt kính thì trang bị ở trên chiếc này nó là kính sapphire cong và ở đằng sau thì chúng ta sẽ có một vài những cái thông số cơ bản. À, đầu tiên về cái đến nó là bản nội địa Nhật S made in Japan này, máy 4R39 và kính là kính sapphire. Đó, máy này thì sẽ có 24 chân kính và 41 giờ tích tối đa. Em sẽ ướm thử size 41,5 này trên cổ tay 17 của em. Đó, trên này thì nó sẽ hợp cho anh em có cổ tay vừa và hơi to một chút.